Thì cô bác chị mình muốn có bài thuốc, may nhất là các bác ha, bồi bổ, còn hay gọi là thuốc bổ cho phái mạnh. Ở đây mình gọi là thuốc bổ cho các bác, thuốc bổ cho các bác ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái thân đó, lấy cái thân càng bự càng tốt. Xin chào cô bác chị, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ cô bác chị mình một cái loại cây mà chúng ta hay trồng ở trong làm cảnh trong nhà rất là đẹp. Là cây này, đầu tiên thì nó có những công dụng trị được những căn bệnh ngoài da rất là tốt luôn. Ví dụ như chúng ta vừa đứt tay, đứt chân, trầy quẹt thì chúng ta sử dụng nó để nó chống nhiễm trùng, chống sưng và nó mau lành và thương. Khi chúng ta bị mụn nhọt, đinh nhọt thì chúng ta sẽ sử dụng nó để làm cho cái mụn nhọt chúng ta nó không sưng tấy và nó không mưng mủ. Đồng thời có một cái công dụng rất là hay, hôm nay hãy chia sẻ với các bác chị mình, loại cây này nó sẽ giúp phục hồi sức khỏe, gọi là bồi bổ sức khỏe cho các bác, bồi bổ sức khỏe cho các bác ha, rất tuyệt vời. Nó có những cái tính chất đặc biệt như vậy thì Hải mới chia sẻ lên đây. Đặc biệt thì hôm nay Hải chia sẻ theo cái cách dân gian mà người ta đã sử dụng nó để trị viêm xoang mũi rất tốt luôn. Và đó là loại cây gì mà nó nhiều công dụng mà lại được trồng ở trong nhà làm cảnh mà lại không biết. Đây này các bác chị. Thì đây này có anh chị đã nhận ra đây là cây gì không ạ? Có một số của anh chị mình nhà chúng ta có đúng không? Đây cái lá của nó đây. Đây là cây ngô đồng hả của anh chị mình ha. Cây ngô đồng hoặc còn hay gọi là cây ngô đồng cảnh, sen lục bình hoặc là sen núi. Vì sao nó còn gọi là ngô đồng cảnh? Bởi vì nó có hai loại. Có một cái loại cây ngô đồng mà ngô đồng thân gỗ nó cao từ 5 đến 20 mét lần của anh chị. Cái cây ngô đồng mà gỗ đó thì Hải sẽ không nói ở trong cái bài thuốc hôm nay. Đây các bác chị. Cây ngô đồng này ngô đồng cảnh nhưng mà nó thì mọc thì thấp lắm các bác chị. Nó không phải như cái ngô đồng gỗ kia. Thì hôm nay Hải chia sẻ một số công dụng rất là tuyệt vời từ cây ngô đồng này mà chúng ta sẽ đi vào và chúng ta sẽ tham khảo. Và đầu video thì Hải cũng chia sẻ với anh chị mình. Các anh chị mình thấy mấy cái trái nó không mặt đẹp. Đây. Đây ha. Sau cái video này của anh chị mình nên để ý vấn đề này ha. Cái cây ngô đồng này bộ phận sử dụng là lá và cái thân thôi. Đặc biệt là cái trái và cái hạt này chúng ta không được sử dụng và không để gần tầm tay trẻ em nha. Hãy nói như vậy của anh chị mình biết rồi. Đó, không được ha, nghiêm cấm là không được ha, không được sử dụng cái này để làm thuốc. Cái hạt này và cái trái và cái hạt của nó không được sử dụng làm thuốc, chỉ sử dụng cái lá và cái thân đó thôi. Rồi chúng ta sẽ đi vào những cái thông tin về cây ngô đồng này ha các anh chị mình ha. Thì ngô đồng này nó còn có tên khoa học là Tatropha Bado Rica Hot. Mình đọc tiếng Anh thì dở lắm các anh chị mình à. Mình nông dân mà. Rồi kêu đọc tiếng Anh giống như là kêu người chạy xe đạp mà lên chạy ô tô vậy đó. Có, có lắm. Và bây giờ Hải sẽ đi vào những bài thuốc rất là đơn giản từ cây ngô đồng này mà chúng ta có thể vừa làm trồng cảnh và chúng ta có thể vừa vừa để chúng ta trị bệnh luôn ha các anh chị mình ha. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái trái của nó nè, các anh chị mình thấy bắt mắt không? Đó, nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng ha. Không sử dụng. Đó. Rồi, đi vào bài thuốc thôi. Bài thuốc thứ nhất ấy, là khi mà các anh chị mình trị bị mụn nhọt ha, bị mụn nhọt. Mụn nhọt vừa mới sưng thôi thì các anh chị mình bẻ cái lá, bẻ cái này cũng được. Nè, các anh chị mình thấy có một cái lớp nhựa nè. Cái lớp nhựa này ha. Đó. Đó, đây nhựa nó chảy ra nè. Đây. Đó các anh thấy không? Lấy cái nhựa đó và chúng ta sẽ thoa vào cái chỗ mà chúng ta bị mụn nhọt mới u lên á, mụn nhọt mới u nha. Thoa vào, thoa nhiều lần để nó đóng lại thành một lớp nha, để nó đóng lại thành một lớp, nó khô lại thành một lớp đó. Nó giúp cho giảm sưng tấy nè, giảm mưng mủ đó. Nếu chúng ta bị mụn nhọt quá nặng, quá sưng, sưng quá nhiều thì chúng ta sẽ lấy cái lá này của anh chị mình. Nếu lá bự như thế này nè, nè cái bàn tay của mình nè, bự như thế này, các anh chị mình lấy cho Hải 1 đến 2 lá.
ngâm một nước muối loãng, rửa một nước sạch để ráo, giã thật nhuyễn, giã thật nhuyễn. Rồi cô bác anh chị mình, trong khi giã của bác anh chị mình bỏ cho Hải 1-2 hạt muối hột vào và giã thật nhuyễn. Giã xong đắp trực tiếp lên cái chỗ mà chúng ta bị sưng đau, đắp trực tiếp lên cái chỗ mà chúng ta bị sưng đau. Thì đắp trong vòng 3 đến 5 tiếng thì chúng ta lấy ra. Rồi tối chúng ta ngủ, chúng ta đắp từ khi đi ngủ tới sáng. Thì chúng ta làm như vậy trong vòng 3 đến 5 ngày thôi là nó sẽ hết cho chúng ta vấn đề một nhọt sưng u, sưng bự. Đó, đơn giản không các anh chị. Khi mà chúng ta bị vết thương, nhiễm trùng hoặc vết đứt tay, vết đứt tay trầy trụ, mà chúng ta muốn ngừa mủ thì và mau lành vết thương đó, và nó trị được cái vết thương nhiễm trùng, thì chúng ta sẽ lấy cái cây của anh chị mình, lấy cái cây ngô đồng á, thì của anh chị mình tùy theo vết thương lớn nhỏ ha, chúng ta lấy cho nó vừa thôi, lấy cái cây rồi khỏi gọt vỏ luôn, lấy cái cây đó, cái cây nó mềm lắm của anh chị, lấy xong rồi ngâm một nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, rồi giã thật nhuyễn ra, đắp trực tiếp lên vết thương bị nhiễm trùng đó, đắp trực tiếp lên vết thương thì nó sẽ giúp chúng ta là ngăn ngừa cái nhiễm trùng và nhanh lành vết thương, rất là tuyệt vời đó. Và khi mà chúng ta bị viêm xoang, viêm xoang thì đây là một cái cách của dân gian thôi ha. Bởi vì sao? Nếu người nào chịu không được thì chịu, nói chung là nó sót, rất là sót á. Thì khi mà chúng ta bị viêm xoang mũi nha, ở đây là Hải chỉ nói viêm xoang mũi thôi. Chúng ta lấy cái nhựa này nè, đó cô bác chị mình thấy nè, nhựa này nè, nhỏ vào mũi, mỗi lần một giọt, một ngày nhỏ một lần, nặng quá nhỏ 2 lần thôi. Mỗi lần một giọt thôi, nhưng mà nó sót ha cô bác chị mình nha. Những người nào chịu không nổi là ra nước mắt á, không phải giỡn đâu. Cho nên mình chỉ giới thiệu cho bác chị mình thôi, mình không khuyến khích của bác chị mình sử dụng nha. Cái này mình đã thấy người ta dùng rồi đó, người ta chỉ cho mình rồi mình mới biết, là một cái ông chú cũng chỉ cho mình đó, cái cách, nhưng mà mình không sử dụng nó. Mình thường mình sử dụng lá lốp hay là cái cây xương khô mình xài thôi, còn cái này mình không dám xài bởi vì nó sót lắm. Rồi đây là cái bài thuốc mà Hải tâm đắc nha hôm nay. Đây, các anh chị mình quan sát cái cây nè. Cái cây nhỏ thôi các anh chị mình. Có những cái loại mà người ta trồng lâu, cái củ nó bự vậy nè. Củ này thì nhỏ thôi. Đây. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái bài thuốc rất tuyệt vời từ cái cây ngô đồng này. Thì các anh chị mình muốn có bài thuốc, may nhất là các bác ha, bồi bổ, còn hay gọi là thuốc bổ cho phái mạnh. Ở đây mình gọi là thuốc bổ cho các bác. Thuốc bổ cho các bác ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái thân đó. Lấy cái thân càng bự càng tốt, rửa sạch đi, gọt vỏ, rửa sạch hoặc khỏi gọt vỏ cũng được, nhưng mà chúng ta ngâm một nước muối loãng rửa sạch để ráo. Rồi các anh chị mình sắc lát ra rồi chúng ta sẽ phơi khô, phơi ngoài nắng luôn, nắng gắt luôn, phơi thật khô. Phơi khô xong á, các anh chị mình sao vàng, hạ thổ hoặc không hạ thổ cũng được, chỉ sao vàng đó, bỏ vào một cái bình. Thì chúng ta sẽ đổ, ví dụ là cái này là cái đích bình nè, cái đáy bình nè, và chúng ta sẽ bỏ cái thuốc tới đây. Ở đây này là cái họng bình ha, thì chúng ta sẽ bỏ thuốc từ cái đáy bình lên tới đây, thì chúng ta sẽ đổ rượu từ đây lên tới đây đó, tỷ lệ 1:2 ha, tỷ lệ 1:2 đó. Thuốc tới đây thì chúng ta sẽ đổ rượu lên cao tới đây, khi mà rượu nó hút nước rồi đó, nó sẽ hút nước giật xuống thì nó sẽ vừa. Và chúng ta, cô bác anh chị mình nên lưu ý nè, cô bác anh chị mình nên ngâm 3 tháng trở lên thì chúng ta mới sử dụng được ha. Thì mỗi lần sử dụng, cô bác anh chị mình sử dụng mỗi ngày chúng ta sử dụng 20 ml, tương đương với lại 2 ly nhỏ thế này đó, 20 ml mỗi ngày. Mình chia làm 2 lần uống trong bữa cơm, mỗi lần là 10 ml, có nghĩa là một ly nhỏ thế này chúng ta rót lưng lưng thôi ha. Uống trong bữa cơm, mỗi lần một ly nhỏ thế này rót lưng lưng thôi, mỗi ngày 2 lần, tổng kết lại một ngày là 20 ml ha. Như vậy thì chúng ta đã có một cái bài thuốc rất tuyệt vời tại cây ngô đồng rồi. Và cuối video mình cũng xin thông báo lại cho anh chị mình về cái trái và cái hạt này chúng ta đặc biệt không được sử dụng ha. Đó, vậy thôi. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình cái công dụng rất là tuyệt vời của cây ngô đồng. Thì của anh chị mình sau khi chúng ta trồng kiểng, rất là nhiều nhà có đó, có khi Hải thấy một số nhà quăng ra ngoài đường bỏ. Nhưng thực sự ra loại cây này tuyệt vời không các anh chị, rất tuyệt vời. Nên là mỗi nhà chúng ta cũng đều sắm cho mình một cây làm cảnh cho đẹp ha. Nhưng cuối video thì mình cũng xin lưu ý của anh chị mình, cái hạt và cái trái của nó đặc biệt chúng ta không được sử dụng ha.
Rồi thì cũng bây giờ Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.